Chuyển sang phần tin quốc tế, những người hâm mộ điện ảnh có lẽ sẽ biết đến bộ phim này, Spotlight. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thực về loạt bài phóng sự điều tra của nhật báo toàn cầu Boston của Mỹ tố cáo tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em trong các nhà thờ Công giáo trong khu vực. Trong đời thực thì loạt bài đã giúp cho tờ báo giành giải thưởng Pulitzer danh giá, trong khi bộ phim đã chinh phục được giải Oscar cho phim hay nhất tại lễ trao giải lần thứ 88 vào năm ngoái. Và câu chuyện của Spotlight và tờ toàn cầu Boston cũng là lời tố cáo với một vấn đề đang trở nên nhức nhối với cộng đồng Công giáo trên thế giới, đó là các vụ việc linh mục và giáo chức có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em. Theo ước tính của Tòa Thánh Vatican thì khoảng 3.400 vụ việc đã được phanh phui. Tuy nhiên thì người ta lo ngại vẫn còn rất nhiều những vụ việc chưa được đưa ra ánh sáng. Và mới đây nhất, một vụ việc lại vừa gây chấn động tại Australia khi mà gần 4.500 trẻ em tại các nhà thờ Công giáo nước này đã bị lạm dụng trong suốt hơn 30 năm qua. Sau nhiều năm điều tra cùng vô số những phiên chất vấn, cuối cùng, Ủy ban Hoàng gia liên quan đến việc giải đáp thắc mắc về lạm dụng tình dục trẻ em của Australia hôm qua đã chính thức công bố quy mô về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong những nhà thờ Công giáo ở nước này. Theo đó, có tới 4.444 nạn nhân là trẻ em được xác định đã bị lạm dụng tình dục từ tháng 1 năm 1980 đến tháng 2 năm 2015. Ít nhất 1.880 thủ phạm đã được nhận dạng, trong đó các nam tu sĩ và linh mục chiếm đa số. Danh sách các nạn nhân thực sự khiến ai cũng phải đau lòng. Các trẻ em, nạn nhân của vụ việc đã bị lờ đi hoặc tệ hơn là bị ngược đãi. Những cha xứ bị cáo buộc lạm dụng tình dục lại được chuyển sang cộng đồng khác, những nơi không biết chút gì về quá khứ của họ, các tài liệu thì bị tiêu hủy. Mọi bí mật đều bị che đậy. Các nhà điều tra cũng đã phát hiện ra rằng đa số các tội ác có liên quan đến những tổ chức tôn giáo nhất định. Trong số này, tổ chức huynh đệ Thánh John của Chúa, nơi quản lý nhiều trường dòng dành cho trẻ, đã có tới 40% thành viên phải đối mặt với những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Điều khiến cho tình hình trở nên bi kịch hơn là các cáo buộc về những vụ lạm dụng tình dục đều không được xem xét thích đáng bởi giáo chức nhà thờ cũng như cơ quan thực thi pháp luật. Hiện các cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục và bản báo cáo cuối cùng của Ủy ban Hoàng gia dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay.